không hói đầu, nhưng mà cỡ như anh Quyền Linh thì có thể chấp nhận được. Không bụng bự như chị, với lại không xăm hình đó chị. Chắc em ở không luôn quá. Tôi nghe tiêu chuẩn của hai người này xong cái tôi bà Mai tôi muốn đập đầu quá. Vòng hói là 45 độ. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Nữa mình giới thiệu đi em. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam ở phía bên kia, chào quý vị khán giả. Em tên là Ngô Thị Trâm, em đang làm kế toán, em đến từ Quảng Nam, em 25 tuổi. Mời bạn Nam giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào bạn gái ở bên kia. Em là Thành, em năm nay 30 tuổi, em tới từ quê hương Nam Tấn, Thái Bình đấy ạ. Em đang làm việc ở Hồ Chí Minh. Em thì đang quản lý một chi nhánh của công ty quảng cáo online. Và hôm nay em đến đây là em cũng đang cố gắng chào, sau cái mục tiêu là tìm bạn gái là chào chị Cát Tường gói marketing cho sản phẩm tinh bột nghệ và mật ong của chị Cát Tường đấy ạ. Biết chị Cát Tường bán mật ong chứ tinh bột nghệ luôn. Và em cũng biết được là chị Cát Tường rất là đam mê kinh doanh, thì hy vọng là chị cho em một cơ hội để có thể chào chị một gói quảng cáo được không ạ? Lành quá. Không, em cũng bình thường thôi chị ơi. Rồi kinh doanh để sau đi cơm chút mình nói, giờ lo kiếm vợ trước đi nè. Dạ vâng đúng rồi, mục tiêu mình đến đây là để kiếm vợ đấy ạ. Rồi bây giờ ưu điểm khuyết điểm gì nói luôn đi cho bạn gái bên đây nghe. Em thì là một người sống tình cảm, vui vẻ, hòa đồng. Em có thể làm được việc nhà, nấu cơm, giặt quần áo đầy đủ hết. Em thì không ngại khó, không ngại khổ, chỉ sợ là mình không làm được. Đấy là những cái ưu điểm của em. Còn khuyết điểm của em thì em có một cái tật xấu, đấy là em ngủ ngáy. Cũng chưa có cái ai mà đo cường độ được, nhưng mà thằng bạn em thì nó bảo là nếu mà bây giờ mà ngáy như thế thì sau này có khi vợ mày không có mày ngủ bên cạnh thì vợ mày không ngủ được ấy. Vì bạn em nó tả thì là ngáy có nhịp độ, có trường độ đầy đủ. Cái nữa, cái tật xấu của em là em nói đôi khi hơi lớn tiếng. Cái nữa đấy là em nóng tính. Ngày xưa thì em rất là nóng tính, nhưng mà bây giờ thì em đã chỉnh được. Và cái nóng tính của em đấy thì nó đang giảm theo thời gian. Và hy vọng là có một cái bạn nữ nào đấy mà chất xúc tác tốt hơn nữa thì cái nóng tính của em nó sẽ được giảm nữa. Không, nó được giải quyết triệt để anh. Như hy vọng là hôm nay em sẽ được giải quyết triệt để ha. Vâng, em cũng nghĩ thế. Rồi. Với còn một cái nữa thì nhờ quý vị khán giả và anh Quyền Linh với chị Cát Tường là giúp em là cái tật nói nhiều thì không biết nó là thế mạnh hay nó là điểm yếu ạ. Rồi chị sẽ giúp em nghe. Tùy thôi. Được rồi. Tùy theo hoàn cảnh thôi. Mời bạn gái. Dạ. Nãy giờ anh nói nhiều với em nghe gì không? Không có. Ưu điểm của em là em tự lập, cũng hòa đồng với mọi người, biết viết lách một chút. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là đôi khi em cũng nóng tính, cứng đầu chị. Hết chưa? Có tật xấu gì nữa không? Dạ, chắc bên không. Kia ngáy đó, mình có ngáy gì không? Dạ không. Mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Trước tiên là người đó quê thì từ Đà Nẵng đổ vào đây. Này qua Thái Bình rồi á. Không có gia trưởng, không hút thuốc, không rượu chè nhậu nhẹt nhiều á chị. Không hói đầu, nhưng mà cỡ như anh Quyền Linh thì có thể chấp nhận được. Không bụng bự nữa chị, với lại không xăm hình nữa chị. Còn gì nữa không em? Chắc gì đó chị. Chắc em ở không luôn quá. Rồi bạn trai nghe tiêu chí bạn gái xong mình thấy mình có thể là đạt được bao nhiêu phần trăm? Em thì em nghĩ là thứ nhất là bây giờ phải chuyển hộ khẩu vào Hồ Chí Minh, thứ hai là phải tập thể hình để bụng nhỏ lại, thứ ba là có cái sản phẩm tài trợ cho chương trình này thì em phải sử dụng ngay thì mới đáp ứng được chị ạ. Thôi chúng ta cũng đừng đi qua. Tiêu chí của em chọn bạn gái như thế nào? Cái suy nghĩ của em là em hay hướng về gia đình, thì em muốn là một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Em thì xấu trai rồi, thấp, thì em hy vọng là bạn nữ là sẽ ưa nhìn một chút. Bạn gái thì tóc đen, không ngắn không dài, bởi vì ngày xưa em thích bạn nữ tóc dài thì bạn ấy cắt ngắn, còn thích bạn nữ tóc ngắn thì bạn nữ tóc dài. Em thì em thích là cái kiểu phụ nữ truyền thống của người miền Bắc, nhưng mà nó vẫn mang cái âm hưởng hiện đại. Nấu ăn được. Còn hết. À dạ vâng, em xin phép là hết ạ. Hết rồi hả? Dạ vâng. Tôi nghe tiêu chuẩn của hai người này xong cái tôi bà Mai tôi muốn đập đầu quá. Cái mẫu người lý tưởng của em có cái chuẩn người lý tưởng của em như thế nào không? Cái em đã đưa ra những cái mà em thích rồi, nhưng mà đối với em á thì khi mà kéo màn lên nhá, nếu như mà cái ánh nhìn đầu tiên của em mà được á thì những cái khuyết điểm á em sẽ bỏ qua. À, cái đó là mình đưa ra cái tiêu chí ở đó mà mình tưởng tượng thôi. Dạ. Mình ngủ mơ thôi đúng không? Đời thời vật nó đi đát lắm em ơi. Thôi để tôi coi. Bây giờ chị Cát Tường ạ. Chào em. Dạ vâng ạ.
cao mét nhiêu? 164,5 cm. Vòng bụng là 105,7 cm. Vòng hói là 45 độ. Em thích nhất cái gì và ghét nhất cái gì? Tức là thích về vợ hay là thích về... Em muốn nói gì em nói, em có quyền. Nói chung là em thích bóng. Bóng, bóng đá à. Cái gì liên quan đến bóng em thích. Còn trên những cái thứ đấy là thích con gái. Em thì em ghét sự giả dối. Em yêu màu tím. Thích gái chắc không? Em thích thật. Em thích những cái gì liên quan tới bóng. Có chuẩn bị gì để cho cái kết hôn chưa? Kết hôn thì nó có nhiều thứ phải chuẩn bị. Thứ nhất là về tâm lý, em đã chuẩn bị rồi. Thứ hai là kinh tế, em cũng đã chuẩn bị được rồi. À, có một cái là... Sinh lý chưa ổn? Không, sinh lý em ổn rồi chị. Em dậy thì đúng đúng quy trình. Cái việc mà bây giờ có một cái chỗ ở ấy, thì em nghĩ là cả vợ cả chồng cùng lo thì nó sẽ tốt. Kế hoạch bao lâu nữa thì mới mua được cái nhà? Em nghĩ là nếu như mà may thì có thể chiều nay em mua được luôn. À. Thế còn không may thì khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa là rủ vợ Hùng nữa phải không? Đúng rồi ạ. Sao chị nhìn em không chớp mắt, em run. Chị chỉ hỏi bên đây nghe thôi chứ Hùng bên này Hùng chứ chị có Hùng đâu trời. Không, nhưng mà chị cũng, nếu chị ký hợp đồng với em thì chị cũng là một phần. Không, chị là chị không có Hùng. Ai chị... có nhà rước chị về ở. Không, chị ký hợp đồng quảng cáo với em là chị cũng hùn với em một ít vốn rồi. Không, quảng cáo đi quảng cáo hoài. Rồi, để qua coi đàn gái coi sao nha. Dạ vâng ạ. Đàn gái. Mẹ anh nói chắc em hiểu rồi, cũng hơi nói chút. Dạ. Cũng hơi bự bự chút này kia. Dạ. Nhưng quan trọng con mình có hợp với nhau, tính với nhau thôi. Dạ. Em có phải là người phụ nữ hay ghen không? Cũng đâu lúc. Anh này nói nhiều nhưng mà anh cũng quan hệ ngoại giao nhiều đó. Đôi khi là tiếp xúc với phụ nữ cũng hơi nhiều á. Dạ. Anh thích những cái gì? Bóng. Nghe em nói nhiều quá con hoang mang không? Có một chút. Rồi, thôi để anh về đây thôi. Đó, con gái nói vậy em thấy sao? Thực ra cái việc mà em nói nhiều như này có thể là một cái bệnh nghề nghiệp. Em đi gặp khách hàng thì mình phải có cơ hội để mình nói những cái thứ mình sẽ làm được. Chứ không phải là theo kiểu là nói nhiều mà ba hoa chích chòe rồi cứ nói cái nọ cái kia vậy. Nhưng mà em thì không như thế. Rồi, hôm nay em đi với ai? Em đi với anh của nhà bác em ạ. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào tất cả các khán giả trong phòng quay. Anh thấy cô gái bên này cũng rất là ok, nhưng có một phần hơi rụt rè với em. Vì Thành thì có cái tính hài hước hay nói. Đấy, nói có trọng lượng để mà phát triển cái ngành nghề của Thành. Nhược điểm là rất hay nhậu. Nhậu với anh cứ hai chai thì say, nằm tại chỗ. Hai em đến đây có cái duyên thì sẽ cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn, nhiều hơn. Bạn gái, em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em, với mấy chị em quen chị. Dạ em tự giới thiệu, em tên là Thọ, bạn thân của Trâm ạ. À, anh bên này á, thì có vẻ là rất là năng động, tự tin, nói hơi nhiều. Thì bạn em á, rất là hiền. Tụi em vô đây là đi học rồi đi làm, nên là tự lập tất cả à. Bạn em thì nó thích là từ Đà Nẵng trở vào. Thì không biết là cái vấn đề đó là anh có thể cải thiện được không á. Anh thì anh nghĩ là chắc là bạn ấy e ngại về khoảng cách thôi. Thế còn đường xa thì mặc đường xa, không đi xe buýt thì ra ca mình đi tàu, đâu có sợ. Thì mỗi vùng nó có văn hóa riêng á, sợ là không biết là nó có hợp được với lại cái phong cách mà anh muốn, là cái kiểu người là cô gái của mình nó có hơi hướng là miền Bắc hơn một tí á. Cô gái miền Bắc cũng thật thà chất phát mà em. Dạ. Mà anh nghĩ là nếu như mà hai vùng miền ấy thì mình có cơ hội để mình hiểu được một cái vùng miền khác. Cái điều đấy là điều tốt mà em. Ví dụ như anh ít tiếp xúc với người miền Trung, anh chưa hiểu được phong tục của người miền Trung thì bạn ấy sẽ chỉ cho anh, và ngược lại thì anh cảm thấy như thế là rất là hay mà. Dạ rồi, dạ em cảm ơn anh. Cho hai bạn gặp nhau đi rồi đưa ra quyết định nha. Nếu mà em muốn quà tặng em. Dạ, em có quà. Anh cảm ơn. Em thấy anh sao? Có đúng như kiểu là cái mà em hình dung ra không? Dạ thì cũng giống. À đúng không? Anh là như vậy đấy. Dạ. Ừ. À anh có dự định là mình lập nghiệp trong này không? Anh có mà, anh bỏ Hà Nội anh vào Sài Gòn mà. Ba mẹ anh đã trong này hay nào? Ba mẹ anh thì ở bên trên rồi. Tức là ba mẹ anh đã mất hết rồi. Anh tự lập trong này luôn? Đúng rồi, 18 tuổi thì là anh khăn gói quần bước ra đi. 30 tuổi thì vẫn vậy. Dự định của em á, nếu mà được á thì em muốn năm 28 tuổi mình mới kết hôn á, thì anh có nghĩ cái thời gian nó sai không? Nhưng mà lúc ấy em có chê anh già không? Tại vì 3 năm nữa là anh 33 tuổi.
mà con trai nhanh già lắm. Anh sinh năm 88. Vậy là hợp tuổi rồi. À, hợp tuổi luôn à? Ok. À, cái bản đăng ký của anh á thì em hợp bao nhiêu phần trăm? Thôi mình bỏ qua cái bản đi. Bây giờ cái thời khắc này mới là thời khắc quan trọng này. Thế anh sẽ bỏ qua cái bản đi. Em hỏi tiếp tục đi. Anh nói thật với em hỏi một đi, lần. Để em hỏi anh nói. Anh cãi nhau với đài, đài hết thời lượng phát sóng anh vẫn nói. Anh có thể giảm nói nhiều lại không? Nếu em muốn. Tại vì bình thường em cũng ít nói, tại vì em đứng đám đông em không có nói được nhiều. Thế nhưng mà có hai đứa là em cũng nói nhiều đúng không? Dạ. Trước đó anh mở món quà của em ra trước đi. Chàng trai, nếu em đã yêu người trước bằng tất cả dại khờ thì em sẽ yêu người sau bằng tất cả sự trưởng thành. FT thân tặng hoa hướng dương. Ôi. Sao anh không để lên bàn vậy? À, quên, anh xin lỗi. Rối quá mà. Tự làm rối đó. Ô. Gì vậy? Anh cầm cái đó. Anh có biết lý do vì sao mà em chọn bốn cái hộp để mở vào trong đó không? Thì là cái hộp này là anh này, cái hộp này là em này, cái hộp này là đứa lớn này, cái hộp này là đứa thứ hai này. Cái kẹo này thì là nó xoắn vào nhau là đoàn kết rồi ngọt ngào đúng không? Thật rồi anh, em có tàu lao không anh? Hay đó, em hay á. Thì em nghĩ nó rất là... Em hay đó, mà để nghe có ý cổ là gì? Bốn cái hộp á tượng trưng là trong tình yêu nó sẽ trải qua bốn giai đoạn á, hợp, yêu, hiểu rồi mới cần. Là thường thường người ta hay nói là tới cái hộp thứ, anh thấy cái hộp thứ ba là nó rất là khó mở đúng không? Đúng rồi. Tại vì khi tới cái hộp thứ ba là người ta hay bỏ cuộc lắm. Nếu mà hộp thứ ba anh mở được thì anh mới mở được hộp thứ tư. Khi cái hộp thứ tư mở ra được á, có cái viên kẹo thể hiện cho sự ngọt ngào, giống như là hạnh phúc viên mãn mà mình đã đạt được khi đã trải qua đủ bốn giai đoạn đó rồi. Rồi. Hay. Rồi. Cái nút ở chỗ nào anh đúng không? Tự tìm đi. À đây. Em hỏi một câu cuối cùng được. Anh cũng có một câu cuối cùng. Anh có, ví dụ như bạn gái anh không thích gì đó, anh có thể thay đổi không? Vì quá mà anh thay đổi không? Chắc chắn rồi, nếu bạn gái mình không thích cái nó không hợp lý thì mình sẽ bỏ. Ví dụ anh nói tào lao nhiều quá thì bạn gái bảo bỏ thì anh sẽ sửa. Cho anh một câu nữa, anh đang có một món nợ rất lớn. Em có muốn cùng anh trả nợ không? Nợ gì vậy? Anh nợ mẹ một nàng dâu. Anh nói mẹ anh đâu có đây đâu. Bây giờ là giờ phút quan trọng, xem người đó có hợp với mình hay không. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Cái kẹo. Anh nắm tay em được. Dạ, em là tên Nguyễn Bình Tiên, năm nay em 23 tuổi. Em đang công việc của em là dược sĩ, quê ở Đồng Nai. Quê ở Đồng Nai nhưng em đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang làm ở Sài Gòn chị. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, xin chào chú Huyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả. Em tên là Phan Thanh Trúc, em năm nay 23 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu? Dạ, ở Bến Tre ạ. Bến Tre, làm công việc gì em? Dạ, làm nhân viên văn phòng. Em có mấy mối tình đầu tiên? Em có trước giờ có hai mối tình. Mối tình dài nhất bao lâu? 6 tháng. Dài quá. Dài nhất rồi hay. Dạ. Vậy là cũng chưa yêu sâu sắc gì đúng không? Dạ đúng rồi. Hy vọng hôm nay sẽ là một cái ngày rất là đẹp và một ngày để có một mối tình sâu sắc và nó đi suốt cả cuộc đời của mình luôn ha. Dạ. Em hy vọng như vậy. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chính thức là ba mối tình. Ba mối tình. Dạ. Ồ, tình trường dữ hơn anh kia. Lúc nào tình cũng yêu hết. Dài nhất là bao nhiêu? Dạ dài nhất là 4 năm đại học. 4 năm? Dạ. 4 năm sao chia tay uổng nhà em? Dạ vì hai đứa là thấy càng ngày thì càng thấy khuyết điểm của nhau nhưng mà không có cố gắng gì nhau sửa chữa được nên thôi mình chia tay. Còn tuổi trẻ đúng không? Dạ. Rồi mình có tiêu chuẩn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ về ngoại hình á thì bạn nam cao hơn em. Trên 1m7 thì tốt. Em cao nhiêu? Dạ 1m65. Bạn trai cao nhiêu em? 68 chị. Chắc được. Được không? 68 được nữa. 68 đứng cũng xem xem. 68 là chuẩn rồi. Dạ không hói, không cận thị. Không hói hả? Dạ. Không hói là được, nó kỳ rồi đó.
Hỏi thông minh chứ gì. Nhìn cũng hơi kỳ nhưng mà có mắt he tài trợ thì chắc không đến nổi. Có mắt he tài trợ. Rồi, có cái tiêu chuẩn gì nữa không? Dạ, biết nấu ăn thì càng tốt. Rồi biết phụ vợ làm cái công việc nhà. Dạ vậy thôi. Có còn điều gì không thích không? Dạ có, là bạn nam vô tâm, chú trọng cái vẻ bên ngoài quá. Hoặc là có nhiều em gái mua, chị nuôi, em nuôi. Như là mình đang quen mình thả thính nhiều người thì em không thích. Trời, có nhiều em gái mua không? Dạ, em chưa có gì. Em có em nuôi không? Không có luôn. Rồi, tiêu chuẩn của em tìm bạn gái thế nào? À, tiêu chuẩn của em là bạn nữ cũng cao cũng bằng em được rồi. À, da trắng, à, tóc... À, tóc đen gì cũng không? Tóc đen hoặc... À, không dài quá, cũng không ngắn quá. Ủa sao kỳ vậy? Vừa vừa thôi rồi. Được, gì nữa? À, tính cách thì biết quan tâm, chia sẻ. Rồi biết nấu ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa. Không biết nấu ăn được mà. Ví dụ như là em không biết nấu ăn thì anh có phụ anh vậy đấy anh nấu. Ăn, nếu mà anh nấu thì ăn đừng chê. Bây giờ là để qua coi bên bạn gái như thế nào nha. Anh về thông báo. Chào chú. Chào con. 23 tuổi. Bên kia cũng 23 tuổi luôn. Vậy nãy giờ không kêu bằng anh. Bằng anh hả? Nhưng bên này tháng mấy? Mấy mốt cũng kêu bằng anh à. Bên này tháng 7, bên kia tháng mấy? Dạ tháng tháng 3. Định ra tháng 8 rồi. Tháng 3 anh rồi. Dạ. Cũng được rồi ha. Rồi con không thích tính gì của người đàn ông? Vô tâm á, không. Không vô tâm, đàn ông thì cũng hay hờn. Ngoài cái vô tâm còn gì nữa? Hút thuốc uống rượu. Dạ, nhậu nhiều con không thích. Có không em trai? Dạ không có cái nào hết. Không có nào hết trơn á. Có cái mẫu người lý tưởng sao? Đúng rồi. Cái mẫu người, theo tưởng tượng cái mẫu người của em, em có một cái giống như cụ thể một người nào đó để coi giống anh kia không? Dạ giống ca sĩ Jun Phạm 365. Jun Phạm hả? Dạ. Jun cũng giống anh ơi mà khác mỗi cái mặt. Có gì? Không, anh đây em dễ thương lắm á. Anh đây là duyên dáng lắm nha. Tên là tên Bình Tiên mà. Bình Tiên. Dễ thương lắm. Cũng là chữ T. Bao luôn. Gia đình mình có hối lập gia đình chưa? Dạ chưa. Nhưng mà hối tìm bạn trai. Hối tìm bạn trai. Mẹ dạ. Có đặt ra tiêu chuẩn tìm bạn trai như thế nào không? Dạ có. Cũng có xem tuổi. Có xem tuổi hả? Tuổi dạ. Nào? À, tuổi 87, 89. Tốt nhất là 92. 87, 89. Tốt nhất là 92. Bên như kia tuổi gì? Dạ tuổi tốt. Không vô con nào chứ. 94 á. 94 á. Dạ. Không vô số nào chứ. 94 thì cùng tuổi hay cãi lộn xíu. Được không? Dạ chắc cũng được. Chắc ở em cái gì em đưa ra xong em nói gì xong em chắc cũng được. Tình luôn. Bên đằng trai là ngon rồi. Dễ thương lắm. Chào chị. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Hơi lùng hơn cô bên này đó. Lùng này cũng là vấn đề lắm. Vấn đề là có duyên lùng, hay không. Lùng mà phụ tùng đầy đủ được rồi. Quan trọng là cái đó. Phụ tùng đầy đầy đủ đâu? Bên trong. Phụ tùng là bên trong. Chừng nào tháo ra mới biết. Phụ tùng đầy đủ hả? Dạ. Mình chuẩn bị sẵn sàng để đám cưới chưa? Bao lâu mình mới đám cưới được? Nhưng mà tìm hiểu thì khoảng chắc 1-2 năm. 1-2 năm. 1-2 năm nữa chứ. Lập nghiệp ở đâu? Anh lập nghiệp ở Sài Gòn không vậy? Lấy nhau về sống ở đâu? Thì chắc ở nhà riêng nhưng mà chưa có, mốt sẽ có. Em thích là mẫu người bạn gái như thế nào? Chị biết ca sĩ Giang Mi không? Giang Mi hả? Dạ. Câu vờ hay câu vờ mấy Giang Mi đó. Đó đó hả? Dạ giống giống gì? Tựa tựa thôi chứ đừng giống. Ở đâu ra giống lắm. Dạ. Mình là có còn ở trẻ với ba mẹ không? Không, em đang ở Sài Gòn ở với bạn bè thôi. Dạ. Còn ba mẹ ở dưới quê Đồng Nai. Sau này mình có phải là làm dâu không? Rước ba mẹ lên không? Không, thì tùy thôi. Không làm dâu cũng được. Chị đang nghiên cứu coi ở trong em có phụ tùng gì. Nhiều lắm chị. Nhiều lắm hả? Đầy đủ hả? Dạ. À. Dược sĩ ngon lắm. Chị Tường kiểm tra giùm em. Kiểm tra gì cơ? Xem có khỏe không? À. Bắt mạch hả? Khỏe. À, bắt mạch. Đưa coi bắt mạch có khỏe không? Dạ. Tim đập bình thường. Nhịp mạch 16m50. Được. Chuẩn bị suốt rồi. Khỏe em. 16m50 chuẩn bị suốt rồi đó. Anh đi với ai? Dạ em đi với em họ, với cô, với đứa bạn. Thôi gặp cô trước đi ha. Quá hả? Dạ cô rồi. Rồi cô rồi. Cô Tư, sao cô Tư? Chào cô Tư. Chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em là cô của Bình Tiên. Là gái cháu dâu tương lai sao?
Thấy cô thì chấm rồi đó. Cô chấm rồi đó. Con cảm ơn. Dạ. Dễ vậy cô hả? Có đòi hỏi cái gì thêm không? Cô chấm là mẹ con chấm rồi đó. Ủa vậy đó hả? Dạ. Đúng rồi. Cái bên em gái hả? Rồi em gái có ý nghĩa gì không? Dạ anh của em thì rất là hiền, nhát gái lắm chị ơi. Ngày tối nào ông nhắn tin cho em kêu em làm mai hết trơn á, mà em đâu có bạn đâu mà làm mai. Nên lên đây rồi anh với chị mà có duyên gặp nhau rồi thì hai người cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Rồi nếu mà chị thương thì chị vớt ảnh giùm em gái. Rồi cảm ơn em. Còn hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với chị họ và bạn thân. Rồi cho gặp bên nhà gái. Chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Thì em thấy bạn nam bên này là cũng hiền, cũng khá đẹp trai. Cái này là tùy theo rút nhận xét sao. Em thấy được không? Em thấy bạn nam bên này cũng được. Rồi, cảm ơn em. Rồi, kéo màn cho hai trẻ gặp mặt đi. Các bạn có thời gian 2 phút để trò chuyện với nhau. Kéo màn. Tôi mình dành có món quà tặng em. Không có. Thấy anh thế nào? Dạ đẹp trai. Có đủ tiêu chuẩn chưa? Dạ thiếu chiều cao tí nhưng mà vậy đủ chưa? Đúng đo những cái bên đúng rồi đúng đo anh thiếu là thiếu cái hai người đứng sát sát bên nhau thôi. Ý là bạn nữ tao mang về thấp đó. Không được rồi, vừa bằng. Anh thấy em sao? Thấy em thì cũng được. Giống như cũng giống 70% tiêu chuẩn của anh. Lên chương trình anh có món quà tặng em là một bài hát. Dạ. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào về anh đi em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này. Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Hãy cầm chặt tay anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này. Và dìu em bước trên con đường dài phía trước. Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc. Dù anh đâu, anh vẫn xin chấp nhận. Cảm ơn anh, em cũng thích bài này lắm. Em cũng thích hát nữa. Hát đi. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sang ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được mà ở bên anh. Dở không? Hai bạn lấy nhau không sợ nghèo đâu. Đi hát được. Rồi hẹn nhau lần đầu tiên như thế nào? Dạ thì em xuống dưới Bình Dương đúng không? Để làm gì? Bến Tre. Bến Tre. Em mà em đang ở ở quận 12 á. Quận 12. Dạ. Chạy qua đó cũng gần. Em đi làm ở quận nhất. Thì nếu mà anh đi làm xong thì đi chơi luôn cũng được. Anh có công lên quận 12. Thì em muốn đi đâu thì anh dẫn đi đó. Anh rành đường ở Sài Gòn không? Rành. Dạ. Rành quán ăn không? Có nhiều lắm. Dạ. Thôi chịu ăn thôi. Đó là cũng có lên danh sách sẵn rồi. Rồi bây giờ chúng ta mỗi người nói một câu nữa là hết thời gian. Nói những cái suy nghĩ thật lòng mình nha. Nãy giờ mình có thể nói chơi để hiểu nhau. Nhưng bây giờ trong lòng mình đang nghĩ thế nào? Trái tim mình có rung động với đối phương chưa? Hãy nói cho nhau biết nào. 30 giây bắt đầu. Anh không hứa là anh sẽ là một người đàn ông lãng mạn hoặc là chu đáo em, nhưng mà anh sẽ hứa anh sẽ lo cho em tất cả. Em thì không cần một người hứa nhiều, chỉ cần làm nhiều thôi. Em hy vọng là những lời em nói thì anh sẽ cố gắng thực hiện được. Bây giờ thì mời mình giới thiệu cho bạn gái kia nghe luôn nha. Mình là Nguyễn Hoàng Vũ, đến từ Long An. Long An. Hiện tại thì mình đang làm nghề sửa và bán điện thoại di động. Mình nay 40 tuổi. Tên là gì? Dạ Nguyễn Hoàng Vũ. Nguyễn dạ. Hoàng Vũ nha, 40 tuổi. Dạ. Sửa điện thoại di động ở Long An, mà ở huyện nào Vũ? Dạ em ở Đức Hòa, Đức Huệ anh. Đức Hòa, Đức Huệ. Dạ. Mời nhà gái. Mình giới thiệu một chút về bản thân đi cưng.
Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh chào và em. Bạn trai bên cạnh. Em tên là Trương Thị Kim Hằng, năm nay em 40 tuổi. Hiện em đang ở quận 7 và làm việc ở khu công nghiệp Hiệp Phước Nhà Bè. Công việc của em là kế toán. Kế toán? Dạ. Bằng tuổi bạn này là kế toán nha. Người đây bán điện thoại di động, bên đó thu tiền. Là hợp lý luôn. Vũ ưu điểm, khuyết điểm của Vũ như thế nào? Dạ em thì về khuyết điểm thì nói chung thì chắc cũng có. Nhưng mà có lẽ khuyết điểm lớn nhất của em là hơi lazy. Có nghĩa là làm biến dọn dẹp á, hơi bầy bộn cho anh. Dạ. Sửa điện thoại đôi khi liền tùm lum la. Đúng rồi, nhiều khi các bạn em nhìn không ra các bạn luôn. Bạn sửa nhìn không ra. Còn về ưu điểm thì nói chung em cũng làm được nhiều thứ. Có thể là trong lĩnh vực về thể thao thì em chơi được nhiều loại môn thể thao, quay lội, võ thuật này kia. Còn lĩnh vực ăn uống thì em vẫn nấu được nhiều món ăn và thích nấu những món lạ. Còn thí dụ như nghề nghiệp thì em cũng tóc thì đây là em tự cắt. Và coi như là em cũng thích trải nghiệm những cái hết. Nhưng mà cái nghề chính của em là nghề điện thoại di động. Là em cũng từng nhận 4 đệ tử rồi cũng ra nghề rồi. Dạ. Nói chung là em sao? Làm được rất nhiều nghề. Cái nghề chính của em là sao? Em nói sửa điện tử á, sửa, dạ, điện thoại. Sửa điện thoại di động ạ. À. Dạ. Điện thoại Vân đưa đây. Rồi sở sở trường, rồi còn sở đoản là biết hớt tóc nè đúng không, rồi dạ. Thể thao hả? Dạ, thể thao, nghề tay trái thì thể thao, hớt tóc, rồi nói chung là sửa điện nước, sửa gì cũng làm được. Đây hết có thằng em, anh cũng có thằng em tên Sĩ Tèo, nó hớt tóc cũng dữ lắm. Hớt đụng ai nó cũng hớt trọc lóc luôn. Ghê vậy. Rồi còn vậy là cái kiểu nè? Tóc gió thời bay. Để bên bạn nữ nói về cái ưu khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em thì em nhận thấy là mình hiền. Cũng vui vẻ, hòa đồng. Có nhiều sở đoản giống bạn nam không? Dạ không, em thì thích sạch sẽ hơn. Tính thì cẩn thận, tỉ mỉ. Có nghĩa là bạn bên kia vẫn bừa bộn. Mình dạ. Bên đây mình dọn. Ừ thôi kệ đó. Nhưng mà dọn lại này là cũng mệt đó chị. Không, thực ra bên đây rất là tỉ mỉ nha. Dạ. Làm sửa điện thoại di động mà tỉ mỉ. Từng con ốc nhỏ nhỏ, từng con chip. Dạ. Bé tí luôn, rất là tỉ mỉ luôn bên đây. Nhưng mà thường các kỹ sư thuật, các kỹ sư làm kỹ thuật này kia đó, họ bày tùm lum hết chứ không. Lúc mình làm cái đầu óc mình rối, mình chỉ tập trung vào công việc á. Đúng rồi, hơi bề bộn. Đúng rồi, hơi bề bộn thôi. Thật ra rất phải cần khéo tay dữ lắm. Nhưng mà làm xong mình có dọn dẹp không anh? Dọn nó cũng có dọn, nhưng mà nói chung nhiều ngày đó lại cái nó dọn đóng hay là mình lâu lâu mình phải dọn lần. Lâu lâu các bạn cũng khiếp lắm. Khoảng chừng cũng không có cố định thời gian đó, mình cảm thấy nó hơi bề bộn là mình dọn. Tháng dọn là dạ chừng nửa tháng tháng anh. Chị hỏi em nè, em nấu ăn ngon không? Dạ cái đó là khuyết điểm của em không biết là nấu ăn. Em không biết nấu ăn đúng không? Vậy bên đây người ta nấu đi. Ngon. Dạ. Bên đó người ta nấu ngon thì để người ta nấu, còn bên đây bên đó người ta bừa bộn để bên đây dọn. Bên đây nấu bên kia dọn vậy đó. Ừ vậy đi. Bên đây ăn bên kia rửa. Dạ. Dạ luôn đó chứ. Anh ơi, anh làm sửa điện thoại di động là được bao lâu rồi anh? Cũng mới đây thôi, mình làm chắc khoảng 15 năm ạ. Trời ơi. Hồi xưa thì mình có tiệm ở Bình Tân á, ngay đường Nguyễn Sơn, khu Tân Phú. Dạ. Rồi sau đó thì mình cũng dời hai mặt bằng ở đó là, rồi sau đó mình có một cái sự cố trong cái cuộc sống á. Dạ. Tức là cái khi mình mướn mặt bằng rồi ban đêm á, mình đem về ba lô, mình bỏ hết ba lô mình đem về á. Sáng cái mình đưa cái con nhỏ em đem ra thì người ta lấy hết nguyên cái ba lô đó. Thì lần đó thì mình mất nhiều lắm, mình phải đền điện thoại đang sửa người ta, rồi điện thoại cầm này kia nữa. Thì cũng suy sụp, rồi cũng sống buông thả thời gian, rồi lao đầu vào game online nữa, nói thiệt. Thế nào mình dở mình nhận lỗi. Rồi sau đó thì cũng trấn tĩnh lại thì đi làm mướn cho người ta, cũng làm nghề sửa điện thoại luôn, đi sửa cho bà chủ bên Gò Vấp á. Rồi sau đó mình mới về Long An mình làm. Thì nói chung cũng chắc khoảng 15 năm ạ. Đức Hòa, Đức Huệ là quê mình luôn hả? Dạ quê gốc ạ. Quê gốc luôn, vợ ở đó với ai? Giờ em giống trẻ mồ côi lắm anh. Là sao? Tại vì em ở mình, ba mẹ em thì cũng ở xa, rồi em trai cũng ở xa. Ba mẹ ở đâu rồi? Dạ, ba mẹ em ở bên Mỹ. À dạ. Dạ. Gia đình đi xuất cảnh bên đó hết rồi hả? Dạ. Rồi. Cô đơn lắm. Hoàn cảnh cô đơn bên đây vậy đó. Tội nghiệp lắm. Tội nghiệp lắm, tự mình nói tội nghiệp lắm. Bữa nay hy vọng là sau bữa nay em sẽ đỡ tội nghiệp nha. Rồi bây giờ mình còn điểm yếu gì nữa không nè? Ngoài cái việc mà là mình không biết nấu ăn ra là mình còn điểm nào nữa không? Cái việc kỹ tính thì em không biết là cái đó thuộc dạng điểm yếu hay là điểm mạnh nữa. Nó sẽ là điểm mạnh nhưng đôi lúc nó yếu thôi, đôi lúc thôi. Em hơi kỹ. Kỹ tính thôi. Tại vì tính chất công việc nó cũng một phần, góp một phần thôi. Rồi tình duyên em sao nè? Dạ tình duyên thì em cũng lận đận ạ.
đâu lần lần kể đi. Trước á thì mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình thôi. Cách đây cũng lâu rồi, thời điểm đó chắc khoảng tầm 20 hơn. Hai mươi tuổi hơn. Đến nay thì chưa có mối tình chính thức nào nữa. Chỉ có mối tình tìm hiểu sơ sơ rồi thôi ha. Rồi tới bây giờ luôn. Tới bây giờ luôn. Hy vọng là xong bữa nay là em hết cái gian đó luôn đó, là phải bận rộn, phải đúng không? Bắt đầu là hẹn hò mệt mỏi lắm. Từ tình duyên bằng nam thế nào? Nói chung thì cũng nhiều trắc trở anh. Trắc trở. Nói chung mà nếu mỗi một mối tình là một vết sẹo thì chắc người em lưng đầy sẹo quá. Trời đất ơi. Trời em dễ sợ vậy luôn. em dễ sợ quá. Trời ơi. Chào, ái mộ chị bác, thầy lợi trên bát tay nhân chị cứ... Không dám dòm gái kia để nó bị. Trời ơi, bên đây người ta chỉ có một mối tình duy nhất mà cách đây cũng nhưng lâu lắm rồi. Nhưng mà em bị, nói chung là cuộc sống cái duyên số đu đẩy là em cũng hay bị người ta bỏ không mà chị, chứ không phải là em ấy. Mà coi như em là ghim đầy sẹo ở trên người rồi, dễ sợ quá. Dạ, cái này là mình thú thật trước Bình Minh, tự thú trước Bình Minh vậy. Gọi là giang hồ tình yêu đó. Giang hồ tình yêu đúng rồi đó, ông xài cái đó quá đúng luôn á. Gọi là vết sẹo cùng người chứ. Có mấy mối tình mà có thể sâu sắc mà. Dạ thì... có thể bây giờ bạn ấy cũng còn, nói chung là đời có nghiệp, có duyên có nghiệp. Thì em cũng chia sẻ để hy vọng là mọi người sống là sống sẽ sống tốt hơn. Tại vì bản thân em là một cái trải nghiệm. Hồi năm em học sinh viên á, là em có quen với một cô gái, cô đó quận 6 luôn. Hy vọng cô đó, Duyên à, hy vọng em có coi chương trình thì em có thể tha thứ cho anh. Hồi đó cô đó thương em nhiều lắm. Nói chung là mối tình cũng trải qua khoảng 2-3 năm. Thì... cô đó thương em, lo cho em nhiều, nhưng mà trong cái sự mà thương lo đó thì từ từ cô ấy trở nên muốn chiếm hữu, rồi lại giống như hung dữ, rồi ghen tuông dữ lắm. Thì nói chung mình cũng có tạc, phải có lửa mới có khói, mình công nhận. Rồi số cuộc em chịu không nổi rồi em chia tay. Thì chỉ duy nhất là có cái người con gái đó là để lại cho em là một cái ấn tượng sâu sắc, là mình cũng có lỗi. Thì em quen tới người thứ hai, thì người thứ hai tới làm ghen lại người thứ hai. Người thứ hai nói chung là không phải em ghen lại người thứ hai, chứ là làm những cái chuyện giống như là bay bướm này kia đó. Thì em cũng la hoài, nó hoài không được rồi em phải chia tay. Thì mối tình thứ ba quan trọng nhất là mối tình với lại người vợ của em sau này. Nói chung là nói ra thì hiện tại, nhưng nhiều cái nó khủng khiếp lắm. Em điều tra ra được thì nhiều cái nó đến nỗi nếu như mà người bình thường, tâm lý bình thường có thể là sẽ phát điên hoặc có thể sẽ tự vẫn luôn á. Nhưng mà em từng bị đánh thuốc ngủ để cho để người đó đi chai bị nhiều lắm. Em bị uống thuốc ngủ nhiều lắm. Coi như là em bị người ta gọi là làm em buồn thôi đúng không? Dạ, nói chung thì thôi mình chỉ biết vậy thôi. Bây giờ em buông tất cả rồi. Dạ. Còn nói chung là em ở không được bao nhiêu lâu rồi? Đó. Dạ, em ở không được cũng cận năm thôi chị. Năm. Gần năm rồi ha. Dạ. Thôi vậy là những cái kia mình xí xóa thì đi. Thì em quyết buông hết rồi, một khi em buông rồi phải buông chị. Buông ta làm phải buông. Bây giờ hôm qua được gọi là gì? Giang hồ tình yêu. Giang hồ tình yêu. Tình trường, giang hồ tình trường. Thì sau khi trải qua một cái nhiều những cái mà lận đận mà khổ sở như vậy ấy, thì bây giờ em mong muốn cái người bạn gái từ đây đến hết cuộc đời em đó sẽ là người như thế nào? Nói chung thì cuộc sống cái điều quan trọng nhất ở đời đó là cái tâm, và cái mình phải thật lòng với nhau, chứ không phải một hai điều mà nó hoa mỹ hoặc nó hoa lệ mà nó không có thật nó sẽ không có đem đến cái hạnh phúc. Thì em cũng muốn người phụ nữ là sống thứ nhất phải có tâm, và phải biết nói chung là quan tâm cho cái gia đình đó. Thì nói chung là lo cho chồng thì lo cho con, và lo cho mình thì cũng như nhau đó. Bởi cuộc sống bây giờ đa số người ta cứ hay cái lợi danh nhiều quá, rồi cứ nghĩ ngày kia nó thành cái dở. Thì em thích mình cuộc sống nó sẽ có phải có tâm. Coi như bạn này coi vậy chứ yếu đuối lắm đấy, có lụy tình chút xíu mà thấy bi quan rồi, thấy chưa? Thôi. Rồi vậy em có mong cái ngoại hình của cái người em muốn, cái người vợ em phải đẹp, phải sexy, phải này kia nọ không? Cái đòi hỏi của em. Nói chung á thì về ngoại hình. Người vợ đẹp thì ai cũng muốn, không phải riêng gì em. Nhưng mà cuộc sống đôi khi mình phải chấp nhận một sự thật là được này mất cái kia. Và nói chung là ngoại hình thì cũng nói chung bình thường dễ nhìn. Gương mặt thì cũng dễ nhìn thôi, chứ cũng không đòi hỏi phải đẹp quá. Thầy thì được cái này sẽ mất cái kia thôi, cuộc sống nó vậy. Anh nhìn vào ánh mắt em á, anh thấy thật ra là cái câu chuyện của em á nó có vấn đề đó. Thôi tức là không phải tình yêu nữa rồi. Em có thể nói thật với anh là cái đó là câu chuyện, không phải câu chuyện tình nữa rồi,
Bởi vì cái đó làm em đau khổ rất là nhiều đó, vết sẹo đúng. Vậy thì cái đó không phải là tình yêu nữa mà là có thể là em đã kết hôn rồi hay là người đó là dạ có gia đình. Dạ bé. Thì cái người thứ ba là nói chung là vợ của em sau này, vợ em thì nhỏ hơn em 10 tuổi. À đó thấy chưa? Thì có vợ rồi đúng không? Có hai con. Nhưng hai mà, con nữa. Dạ nhưng mà nói chung là em cũng cố gắng giữ gìn cái gia đình 10 năm rồi, nhưng mà khi mình cuộc sống mà ta nói yêu nhiều khổ, mà khi mình càng cố gắng giữ gia đình thì bên phía kia lại nghĩ là coi như là mình không thể bỏ buông tay được, hoặc là con cháu người ta có giá. Cứ mỗi lần cãi nhau và em hay nói với dưới mình cũng nói để cho đứng ra phân xử, để cho đứng ra phân xử hai bên. Thì dưới cứ hỏi một câu nó còn thương nó không, còn thương thì ba mẹ xuống trước cho nó về. Rồi em mới chịu đựng nhiều năm nhiều tháng, cho nên nói chung nỗi đau em giờ nó sâu dữ lắm. Bây giờ hai người con nó ở với ai? Hai đứa con ở với bên ngoài. Mà em cũng nói thật lòng luôn, bây giờ em nói thật lòng để lên chương trình đó, là em buông tay, em buông tất cả. Tại vì khi mà em cố gắng em níu giữ thì nó họ lại lợi dụng điều đó làm cái cùm chân của em, để mà biết thương con á, để mà gây hại cho em nhiều quá. Bây giờ em đau đớn nhiều quá, coi như là mình chấp nhận cắt bỏ một phần cơ thể mình để mình dứt không đau nữa, cắt bỏ một khối đau. Hai người chia tay lâu chưa? Dạ, năm rồi. Hả? Một năm rồi. Một năm rồi. Một năm. Con em lớn chưa? Con em đứa 8 tuổi, đứa 5 tuổi. Trai gái đủ hả? Hai đứa gái. Hai đứa gái luôn. Nhưng mà giờ em nhớ từ nhỏ cái em đau, cho nên em bắt buộc em phải bỏ buông hết. Mà thì em buông làm buông được. Tại vì em cố gắng em xây rồi không được, thì bây giờ em buông không tiếc nữa. Buông là sao? Tức là em với vợ vẫn còn tình cảm với nhau hay sao? Không có còn. Bây giờ là tức là bây giờ có nghĩa là bây giờ con cái này kia giờ em bỏ hết, em buông hết một. Em cố gắng mà những cái điều đó tổn thương em quá, bây giờ buông tay hết coi như là không có. Nhưng mà hai người có làm giấy tờ ra ly dị này kia xong hết lâu rồi. Ly dị xong hết dạ, rồi, cả dạ. Năm nay rồi đúng không? Dạ đúng rồi, ly dị xong hết. Giờ có chỉ còn là... hai đứa con thôi. Bây giờ là cái việc mà bên chắc là bên kia là có dùng hai đứa con để mà muốn gọi là trói buộc em. Dạ đúng rồi. Cho dù là đã ly dị rồi. Dạ đúng rồi. Thì vẫn như vậy, thì bây giờ là khi mà em đến thời điểm này thì em cảm thấy rằng là em có thể buông bỏ được mọi thứ để em tìm một cái hạnh phúc mới cho mình đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Thì rồi. Nói như vậy để cho cái bạn bên đây yên bên tâm. Kia người ta rõ. Buông chắc chắn là con em buông, bây giờ buông luôn để em làm gia đình mới, để em tập trung. Để em tập trung công sức, tập trung tâm hồn, tinh thần để em lo cho gia đình mới. Tại vì những cái điều gì đó cũng tổn thương là bắt buộc em phải tổn thương nặng lắm, bắt buộc em phải quên. Rồi. Thôi không có người thứ ba đây, mình cũng nên nói nhiều về việc đó. Vấn đề là em đã giải quyết chuyện ly dị xong rồi. Dạ thì xong hết rồi. Bạn gái cảm nhận thế nào về câu chuyện ở bên đây nè? Em nói cái cảm nhận của em đi. Em có hiểu được cái hoàn cảnh của bạn này bên đây bây giờ đang là như thế không? Em thấy qua cái cách ảnh nói chuyện á thì ảnh cũng còn thương á, chứ không phải là ảnh đang bị thương hai đứa nhỏ thôi. Dạ. Nhưng mà bây giờ vì hai đứa nhỏ là giống như dùng hai đứa nhỏ để khống chế ảnh, để muốn ảnh quay lại hoặc là có trách nhiệm này cái nọ. Thì giờ ảnh đã, khi ảnh bước lên chương trình này thì ảnh cũng nói như vậy để cho em hiểu là ảnh buông hết rồi. Đó, không thể lấy cái đó khống chế ảnh được nữa. Đó, nói như vậy để cho em đã thông cái tư tưởng của em á, cho em đừng có bị lấn cấn cái gì nữa. Nhưng mà anh ơi, hai đứa nhỏ anh có còn qua lại thăm viếng không anh? Không, nói chung là từ khi mà trục trặc với mẹ nó phát hiện ra những chuyện khủng khiếp tày trời thì anh cũng không còn muốn mối liên hệ gì nữa hết. Anh buông tay một lần, anh buông hết. Và nói chung mấy đứa nhỏ cũng có liên quan trong câu chuyện một phần nào đó nữa, chứ không phải không. Thì nói chung thì nó cũng đi chơi chung với mẹ nó này kia rồi, nhiều cái xảy ra, người họ muốn gây tình cảm, muốn lôi kéo từ nhỏ phải không, để mà ràng buộc anh nữa, cho nên nhiều cái anh bắt buộc anh phải buông tay em ơi. Dạ. Thôi, mình bỏ qua chuyện đó đi ha. Bây giờ thì chúng ta đang kết bạn với một người bên hàng rào kia. Mình nói như thế để cho họ hiểu mình hơn. Rồi câu chuyện nó vẫn còn dài mà. Yeah. Bạn ấy vẫn còn, nếu như có cơ hội bạn ấy vẫn còn tìm hiểu xem như thế nào nữa mà ha. Yeah. Bây giờ em gái bên kia muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em thì muốn tìm một bạn, nói chung là phải chín chắn trong suy nghĩ. Nói chung là lập trường cũng phải vững, nhưng mà không gia trưởng. Rồi. Dạ. Gì nữa? Thì nói chung nếu anh ấy biết nấu ăn á, thì cái đó thì là một điểm cộng rồi. Tại vì em không biết nấu. Em có cái đòi hỏi gì về ngoại hình không? Ngoại hình thì em là khá nhỏ con rồi, thì em nghĩ chắc mấy bạn trai cũng phải cao hơn em. Dạ. Cao hơn em chắc rồi. Dạ. Yên tâm. Rồi còn anh trai. Dạ. Em muốn một mẫu hình lý tưởng
như thế nào? Nói chung thì cũng vừa người, đừng mập quá. Thì ốm xíu thì em nuôi mập cũng được, tại vì em cũng biết nấu nhiều món Tây của ta lắm. Cao thì khoảng chừng 1m50, 1m55 trở lên cũng được. Nói chung em cũng dễ tính. Em thích mẫu, em không thích người đàn ông như thế nào? Em không thích gia trưởng, em không thích hút thuốc. Nói chung nếu được thì anh kỹ, sạch sẽ một chút. Tại vì em quen với cái việc ngăn nắp không rồi. Nhìn thì sạch sẽ, nhưng khi làm việc thì nó... Dạ, trong làm việc xong, dạ, trong công việc thì nhiều khi mình có dầu nhớt máy móc đồ thì cái đó thì chấp nhận thôi ạ. Giống như anh hồi xưa đóng cái phim Đồng Tiền Xương Máu vậy đó. Dạ. Rồi lúc làm kỹ sư mà vô thì mặt mài nhớt như tay chân cái ghê gớm, nhưng mà khi ăn diện xong lên rồi, dạ, nó khác không? Dạ. Rồi, đó là cái trao đổi mới có qua cái rào này thôi. Dạ. Bây giờ mình sẽ mở rào để hai bên cùng trao đổi nha, dạ, cho nó rõ hơn. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Vũ. À, mạnh dạn đã nhận quà rồi, tặng quà đi em. Em cảm ơn. Em cũng muốn quà tặng anh. Cảm ơn. Anh có thể xem. Cấp đôi. Anh thấy em sao? Cũng nói chung là cũng ổn. Dạ. Em thấy anh sao? Anh thì em thấy cũng ổn. À. Còn về cái sau về anh á, thì em nghĩ là chắc phải có thời gian tìm hiểu thêm. À. Chứ qua chương trình thì mình cũng chỉ biết sơ về nhau thôi, chứ cũng chưa có đi sâu lắm mà. À. Dạ. Nói chung thì anh muốn hỏi là sao em có kén lắm không, mà sao đến giờ chưa lập gia đình á? Em hả? Thì mọi người thì nói em là kén, nhưng mà em thì bản thân em tự đánh giá thì em cũng không kén lắm. À. Nói chung là tình duyên của em thì cũng bị gọi là xui á. Thì sau một mối tình đầu tiên thì em cũng có tìm hiểu và làm quen thêm mấy bạn nữa, mấy anh nữa. Thì thật ra là mấy người mà em tìm hiểu sau này đa số là đã lập gia đình. À. Là hiện còn ở với gia đình. Hoặc là những anh mà đang có vợ mà trong cái giai đoạn mà gọi là vợ thai sản, hậu sản rồi đó. Thì nói chung thì em cảm thấy mình xui, mình gặp như vậy rất là nhiều. Mình muốn kiếm thêm. Dạ, dạ, cái dạng là muốn kiếm thêm. Kiếm thêm xe cua đó. Lúc vợ thai sản, hậu sản thì đi kiếm thêm. Nói chung thì mấy anh thì cũng, khi mà em biết ra thì mấy anh cũng hứa hẹn cũng nhiều lắm. Nào là để anh thu xếp, nào là để anh ly hôn đồ. Nhưng mà toàn là lời nói không anh. Mà em cũng không thích là người thứ ba nữa. Dạ. Tâm sự thấy thương không? Toàn là gặp mấy anh vậy không à? Quan điểm khoảng nếu ta tìm hiểu được bao lâu thì mình sẽ kết hôn? Nếu như em thấy thường thường khoảng sau, ví dụ đó, để cho lấy đi first đi. Em thì nói chung thì em cũng là có tuổi rồi đó, thì gia đình cũng hối, thì nếu mà em với anh tìm hiểu mà cảm thấy mà mình hợp nhau, có thể đến với nhau được, thì em nghĩ đến cuối năm, còn nếu không thì sang năm mà. Cuối năm. Còn anh thì sao ạ? Nói chung thì anh cũng cần ổn định cuộc sống sớm, càng sớm càng tốt kiểu vậy đó, tại vì ở một mình thì cũng cô đơn. Dạ. Dạ, nói chung thì xứ giờ còn hầu như còn mình anh nè, mấy còn một số người gì còn ở lại sót sót lại thôi. Mà họ có công việc cũng ít tiếp xúc nhiều lắm. Dạ. Ít tiếp xúc. Anh ở đó là tiệm là ở nhà mình luôn hay là như thế nào anh? À, đó là nhà của anh. À, là nhà cái nhà đó của anh luôn. Là đằng trước là anh làm cửa hàng điện thoại di động. Phần giữa nhà thì anh cứ kinh doanh game nữa. Nói chung là đại khái thì cũng chủ yếu điện thoại di động, là anh có cầm điện thoại luôn. Sửa bán cầm. Dạ. Rồi nhận học trò, mình vừa nhận được cái tiền đào tạo và vừa nhiều cái nữa. Vậy nếu mà công việc của anh như vậy thì em thấy là hình như là mình suốt tuần luôn, mình không có ngày nghỉ. Đúng rồi. Nhưng mà thật ra thì anh vẫn nói chung là mình làm việc, tiền bạc để phục vụ cho cuộc sống, phục vụ cho hạnh phúc. Cho nên là anh vẫn, ví dụ như một cái thời điểm thích hợp nào đó, anh vẫn dùng có một tuần anh trích ra một ngày.
hoặc là có thể 2 tuần trích ra ngày để mà đi ăn uống. Quan điểm của em thì như hồi nãy em cũng nói rồi, thì nếu thật sự thì không, bây giờ nè, nãy giờ cũng sao cũng nói chuyện thì em cảm nhận anh này như thế nào? Em thấy anh thì cũng ổn, nhưng mà em nghĩ là cần phải có thời gian để hai người tìm hiểu thêm nữa. Còn Vũ? Dạ. Nói chung thì cũng duyên số. Có mấy đứa nó hỏi em á, mày sao đường vậy, không có bạn gái thì đi đăng ký rồi này kia rồi chạy lên chứ xuống chứ vẫn khổ. Bữa chạy văn sình quá trời luôn, cái anh kế bên ảnh ghẹo anh, cái bạn đi chung á, nói ủa anh công trường mới ra gì anh? Nó không phải, tôi chạy xe hơi cối lớn nó văng tới cỡ đó, văng tới đầu luôn. Đó, thì có nhiều người hỏi bạn mày ra đường vậy sao ấy, nhưng mà thật sự mà nói thì chỉ có thể tâm trạng có thể mượn 2 câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên thôi. Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng, người thì không bắt được bóng bao giờ. Cái đôi khi thứ mình muốn là không dần mình kiếm được. Cũng lời lẽ dữ lắm. Bạn này nhiều tài lẻ ghê á. Ít ra cho bạn coi như thể hiện một cái tài lẻ cho bạn gái hết hồn. Thật ra thì hôm nay á, là đúng ra là em cũng có nhiều cái problem cho nên em không có full được. Chứ full cái skill một số cái, nói chung là tính là một số mà thật rất là nghệ thuật, nhưng mà xui cái gấp quá rồi cái không có đủ chuẩn bị đạo cụ. Ví dụ như mua bộ bài đơn giản ngoài kế hoạch là sẽ mua bài đơn giản ngoài tiệm á, rồi sẽ xào chứ ta sáo lên xong rồi nhờ một người cắt ra rồi rút một lá đưa. Mấy cái đó dễ rồi, dễ làm sẽ không lắm. Sẽ nói có như nè, bây giờ nè tụi em lắm. Làm điện thoại di động em dạ. Có thể tự nhiên không có điện thoại biến cho anh có cái điện thoại được không? Trời ơi cái đó dễ, ai chứ người lên với chị Hồng Vân làm biến dễ lắm. Thôi giờ hát cho bạn gái nghe đoạn nào đi, nói xung đi hát vừa nhảy cũng được. Dạ nhảy quá bà. Ừ nói chung thì hát thì hay em có kỹ năng hát, em hát trước đi, tại vì tự nhiên cái đề cử ngang cái anh hơi ngại. Em thì cũng không có tài lẻ nhiều, thì thôi em tặng cho anh một cái bài thơ nho nhỏ nha. Anh đừng viết tên em trên cát, sóng xô cũng tan chết rồi, em quên mất tiêu rồi, run quá. Bình thường anh có hay run vậy đó, giờ cũng đang đập bạc. Thôi thôi anh đừng tặng viết tên em đi. Trên cát là thấy nhắn nhủ vậy là ok lắm rồi đó. Nói tại vì sóng xô một cái là tan cái tên sóng nó liền. Sóng xô em như là xô giả tràng. Dạ. Anh đừng viết tên em lên cát, sóng xô bờ tan nát trái tim em. Nếu mà theo cái lối thơ nó sẽ như vậy. Dạ. Mặc dù mình không biết bài thơ đó nhưng sẽ diễn như vậy. Thì đại khái là như thế. Bắt đầu để tay mình nút bấm và đưa ra quyết định của mình. Để tay vào bấm ngủ tay trái của. Đúng rồi. Suy nghĩ cho thật kỹ. Quyết định hay không là quyền của các bạn. Bấm hay không là quyền của các bạn. Nếu chúng ta thấy rung động và có cơ hội cho nhau thì hãy bấm. Nếu không, không cần. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi. Như vậy là Vũ không bấm. À xin lỗi. Dạ. Tại sao vậy Vũ? Chắc cũng tại chưa có đồng điệu anh. Với lại thật sự thì tâm lý người đàn ông á, anh hy vọng em một lời khuyên của anh. Dạ. Với lại chị Yên Thành và anh xin lỗi em, mà tâm lý người đàn ông á là thích chăm sóc người khác nhưng mà cũng thích được người khác chăm sóc. Cho nên cố gắng đi học nấu ăn thêm và mình nói chung cũng trải lòng hơn chút. Cuộc sống mình cứ trải lòng cứ từ từ rồi tình duyên cũng đến. Dạ. Em cảm ơn. Thực ra thì trong mọi mối hẹn hò đó cũng có rất nhiều người đàn ông không đưa ra một tín hiệu nào cả, luôn luôn đưa tín hiệu ra mỗi đèn xanh nhưng cuối cùng lại tự mình tắt luôn cái đèn xanh đó, làm cho đối phương rất là ngỡ ngàng. Thật là thấy thương quá à. Đúng là bây giờ em gái nói cái số em không may mắn hay sao. Cái số em gặp quá nhiều cái rắc rối, quá nhiều cái gọi là không may mắn trong tình yêu. Thật ra nãy giờ anh rất là quý em khi nghe em kể câu chuyện em không may mắn gặp hết ông này tới ông kia như thế. Và đây cũng là một cái không may mắn nữa trong chương trình ngày hôm nay. Em trai không có lỗi trong chuyện đó, con tim không rung động thì chúng ta không bấm thôi. Vấn đề nãy giờ anh cũng nghĩ là nếu mà không bấm thì cũng nên gọi là có một cái gì đó để cho người ta biết ha. Đôi khi tới cuối cùng phút 90 rồi người ta bị thất vọng về điều đó. Em gái cảm nhận của em như thế nào? Nói chung thì anh không bấm thì em cũng thấy là khá bất ngờ. Tại vì khi em đến với chương trình đó, thì em rất là nghiêm túc. Đúng. Em cũng muốn là mở lòng thêm một lần nữa để đón nhận cái tình cảm. Anh này nghĩ là em không bấm đó chứ. Bởi vì em thấy ở bên đây vẫn còn những cái chuyện ngổn ngang trong gia đình đó. Ha.
anh thấy cũng hơi lo chút xíu. Nhưng với nãy giờ anh cũng muốn thuyết phục để có thể em gọi là dành một tình cảm cho bạn này. Dạ. Em có thấy điều đó không? Dạ có. Không, nhưng mà chị nghĩ là em nhiều khi tụi em trật rơ như thế này lại hay. Tại vì nãy bạn Nam có nói cái chữ là không đồng điệu. Yeah. Mà chị nói trong tình yêu mà nó không đồng điệu mình không tìm được hạnh phúc đâu. Thành ra là như vậy nhiều khi lại hay. Yeah. Tại vì thực ra thì còn rất nhiều người sẽ bấm cho em sau cái chương trình này. Đúng rồi. Và bấm cho bạn trai sau cái chương trình này. Cho nên là mình không có cái gì vui vẻ thôi, không có cái gì hết trơn. Yeah. Á. Phải tự tin vào tất cả đường ở phía trước. Anh nghĩ rằng là qua nhiều giông tố, bình an sẽ đến sau cơn mưa trời lại sáng. Em gái đừng lo lắng điều đó. Yeah. Còn bạn trai, chúng ta phải về giải quyết tất cả những cái ngổn ngang trong cuộc đời của mình đi. Hãy thương yêu con của mình ha, hãy gắn liền với con của mình. Cho dù hai vợ chồng không còn cái duyên nữa, chúng ta phải gọi là cần có sự dây liên lạc với con cái của mình, bởi đó là cái chuyện giọt máu của mình. Thật ra thì để khó để đưa ra một quyết định như vậy đó anh, em cũng tốn nhiều công sức và thời gian. Thôi bây giờ thì số phận nó vậy rồi, cố gắng mình tìm cho mình một nửa yêu thương để xóa đi những cái nỗi đau, những cái vết sẹo trong tình yêu của mình như vậy nha. Đừng để những vết sẹo đó nó nổi lên xem như cuộc đời mình nó đen tối quá. Và đừng bao giờ nhớ những vết sẹo đó ha. Hãy nhớ những ký ức đẹp để chúng ta có thể nhiều yêu thương hơn trong cuộc sống. Dạ. Thôi, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Dạ, cảm ơn anh chị.